lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý. Vận trình của người tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch này tốt xấu ra sao, hung cát thế nào? Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. Về tổng quan, hung vận tăng lên nhanh chóng trong tháng này, nhắc nhở người tuổi Tý làm gì cũng phải thận trọng, tính toán trước sau, đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2022. Xem tử vi tháng, dự báo phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý trong tháng mới này đối mặt với không ít thách thức. Mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến cho bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh lâm tử, hung vận khá lớn, vận khí giảm sút, làm việc không tập trung, rất dễ phạm sai lầm. Có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu, đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua la hời hợt mà bỏ qua những điều cốt lõi. Những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến cho tinh thần làm việc uể oải, chán chường. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm mà không thích thì bỏ mới có thể tránh được thất bại. Tháng này còn có cả thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ. Con giáp này chớ nên chủ quan để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm tóp. Nhìn chung, đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này, bạn cũng nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định trong tháng 9 này, nhưng tuổi Tý không được nôn nóng mà hãy cân nhắc, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. May mắn, tháng này bản mệnh vẫn có các tinh tà phù phù trợ, đều biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn. Người tuổi Tý có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2022. Tháng 9 âm lịch này được coi là tháng tài vận mà người tuổi Tý không có nhiều biến động. Các khoản thu trữ lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập, nhưng nếu muốn phát tài thì cũng chưa phải là thời điểm. Nhìn chung, phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể là coi là may mắn. Tháng này, bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều khi mà vận khí bất ổn có thể khiến cho kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tổn của. Đừng quên, nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư kinh doanh thì nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc, kẻo không thu hồi được mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời, đầu tư ổ ạt sẽ dễ dẫn đến tình trạng tồn đọng, hàng hóa dư thừa. Trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chỉ tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại của bạn. Bạn mệnh có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. 3. Tử vi tình duyên tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2022. Xem tử vi tháng, phương diện tình duyên của người tuổi Tý trong tháng mới khá kém sắc, thậm chí lứa đôi dễ xảy ra cãi cọ vì những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm lứa đôi có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian qua, con giáp này đã quá mải mê với công việc nên khó mà chú toàn cả vấn đề về tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dần xuất hiện khoảng cách, nguội lạnh cũng rất nhanh. Người độc thân lúc này nên dành nhiều thời gian để gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn mới mong được tỷ duyên có nhiều khởi sắc. Một số bạn thường xuyên buồn phiền, đa sầu đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó mà có thể tìm được một người như ý. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2022. Trong tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Tý gặp không ít trục trặc. Dù không phải là vấn đề quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra, gây không ít hệ lụy khó lường. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý. Có như vậy thì sức khỏe mới có thể đảm bảo. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Mậu Tý, hoa, nam tùy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, làm việc không tập trung, rất dễ phạm sai lầm. Quý nhân, thân, sửu,
tiểu nhân, mùi, dậu, màu sắc may mắn, đen, trắng. Tuổi canh tí, thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết có điểm báo về cạnh tranh tiểu nhân gây khó dễ. Quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, mùi, mão, màu sắc may mắn, bạc, xám. Tuổi nhâm tí, mộc, nam vân hán, nữ là hầu. Khẩu quyết các khoản thủ trưởng lại nên tiến hành ở quy mô nhỏ. Quý nhân, thân, hợi, tiểu nhân, mão, dậu, màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Tuổi giáp tí, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết tinh duyên kèm sắc, mối quan hệ ngày càng xa cách. Quý nhân, sửu, hợi, tiểu nhân, tuất, ngọ, màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Tuổi bính tí, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết tình trạng lao lực dễ xảy ra do căng thẳng đầu óc. Quý nhân, thân, thìn, tiểu nhân, mão, ngọ, màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Trên đây là vận trình tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt. Lịch chúc quý anh chị và các bạn có một tháng mới hành thông, thuận lợi, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.